Vãi, mình đang định thò mồm vào thì chị Như cũng nói luôn. Anh bảo tôi đào mỏ, tôi nói cho anh biết. Tiền khách sạn tôi thanh toán xong rồi, tiền ăn uống mấy ngày đi chơi tôi cũng đặt chỗ xong rồi. Còn biết ý chuyển trước phần lớn, để lại phần nhỏ cho anh trả với cái cớ săn sale, vì sợ anh xấu hổ mà anh trả một bữa ăn. Quà tôi tặng lại đắt gấp đôi. Hơn một năm nay yêu nhau, anh xem từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân anh có gì không phải tôi mua. Cái áo anh đang mặc 2 củ rưỡi, cái túi anh đang xách 17 củ, đôi dép anh đi đi 3 củ, cái mũ của anh tiện tay lấy của tôi cũng hơn 2 củ. Anh nhìn lại coi, tổng số tiền anh mời tôi ăn khéo còn không nhiều bằng một bộ quần áo bây giờ. Anh tính thời gian yêu nhau anh có bao nhiêu cái áo, bao nhiêu cái quần, ai đào ai. Mình đứng đây hóng mà quên cả nhiệm vụ. Vỗ tay bóp bóp luôn. Cả hai người thấy mình vỗ tay như bừng tỉnh. Chị Như lườm mình một cái, lần này chị tha, lần sau á liệu mà bị trừ lương. Lần sau á chị không có tìm được người tồi thế này đâu chị. Vì câu nói đấy mà mình được tiếp thêm hẳn 2 con voi. Sau hôm đấy tận nửa năm sau mình mới gặp lại chị. Thế đéo nào á, chị yêu con gái cả nhà ơi. Chị này á bám chị Như lắm, lúc nào cũng ỏn ẻn, em thích cái này, em thích cái kia, nũng nịu. Sau hôm đấy á, trong lúc giờ dọn phòng, chị vui mồm kể chuyện, bảo đúng là không hợp làm con gái. Chị không diễn nổi, mà bọn đàn ông á, đếp thằng nào tử tế. Đàn ông tử tế có mà, nhưng chỉ là chị thích làm đàn ông nên chị nói vậy thôi.